vẫn là lan kiếm phan trí cho hạt các bác nhé. Những cây kiếm phan trí cho hạt thì nó chắc chắn là phải chờ mặt hoa các bác nhé. Nếu bác nào yêu thích thì hãy liên hệ với Nam TV. Nói chung là bây giờ thì nó qua cái giai đoạn nhỏ nhỏ khó trồng rồi. Các bác về chỉ thay chậu thôi các bác nhé. Đây này, có một số cây thì cái đầu lá nó khá là giống các bác, nó khá đẹp. Còn thì bởi vì nó là đồng loạt cả cái cả lô cho nên có cây thì nó hơi giống, có cây thì nó không. Nói chung là một mẻ mà, gọi là một trong một cái túi đó các bác. Có thể là cái cây này nó khác một tí, cái cây kia nó khác đầu một tí cái đầu lá các bác. Nhưng nhìn chung là rất là đẹp. Bác nào muốn trồng thì liên hệ nhé.